Hôm nay có thịt vịt luộc này, chấm xì dầu, hành tỏi, rau muống luộc. Món ăn đơn giản, thanh đạm, mát luôn. Mình đang hòa nước chấm chấm vịt gồm có xì dầu, hành tỏi băm, mì chính. Xì dầu thì là của Chin Soup. Siêu ngon luôn đấy bạn, bà con ơi. Xì dầu thì quá ngon rồi, có thêm hành tỏi này thì sao mà con vịt kia có thể thoát được. Đúng là vịt không lối thoát. Đây là vịt trước lúc mình chưa chặt, còn bây giờ mình sẽ chặt nó. Chặt cho nó thành hình nhỉ. Cắt cái cánh, cắt cái đùi, cắt cái chân. Chân gì vậy? Không gì. Bạn ơi, tí cho Kiền đi mua một can hảo hảo nhá. Để tí chấm này. Hết rồi, không có kiếm lọ nào. Xếp nhé.